Như vậy là sau khi xuất hiện tại một số tỉnh miền Nam, bệnh rubella đã bắt đầu có xu hướng mở rộng tại các tỉnh miền Bắc. Theo thống kê, hiện đã có 5 tỉnh và thành phố phía Bắc có người mắc bệnh, trong đó nhiều nhất là Lai Châu, 100 người, trong đó đã có 3.